Cây cò của chúng ta bị gãy luôn. Đây là cây cò bên hút anh em nha. Cây cò bên hút. Anh em của Hiếu nhìn cái chụp cam bên bên xạ thì nó tròn. Đây là tròn này. Đấy. Còn đây là cái gối cam bên bên hút ấy, thì nó bằng cái đầu này. Anh em nhìn nó bằng đầu này. Đấy, cái đầu nó bằng chẳng chặn này. Như này bảo sao nó chả hỏng. Anh em của Hiếu nhìn đây. Nhìn thật tinh mắt và nhìn kỹ. Rất là bóng anh em nha, đây. Đấy, bóng loáng và không còn cái vết gợn gợn sần sùi mà Hiếu mày thô nữa nha. Hiếu chào tất cả anh em. Thì trước mặt anh em chúng ta là con xe Oenfa. Thì có xe này của một vị khách thì em đấy tên là Cường. Thì có đi cũng có gọi là một có chút giấm ở trong người. Thì đi đường thì không may nó bị ngã. Thì ngã thì nó hiện tượng là em đấy bảo là đang đi mà nó tắt máy, xong là em mới ngã. Đấy. Thì Hiếu cũng không biết là thực sự nó như nào thì không biết. Nhưng mà em bảo là em có một chút giấm trong người. Thì khi đến quán Hiếu thì Hiếu cũng có hỏi một vài câu, thì cũng thấy em cũng có tí rượu. Thì hiện tại thì xe này của nó là khi xe nó bị đổ ở trên đường thì thường thường anh em chúng ta nghĩ, một người thợ nghĩ là thường thường nó bị sặc xăng, hoặc cái thứ hai là buji của chúng ta khi xăng nó nhiều quá nó tụt xuống cái bùng đốt, nó bị sặc xăng. Thì Hiếu có tháo cái buji của mình ra đây nhá. Đây. Thì Hiếu kiểm tra lửa thì rất là ok, lửa đánh rất khỏe anh em ạ. Anh em của Hiếu nhìn vào đây này, vào cái đầu bò này này. Nhưng mà khi Hiếu lấy ngón tay, Hiếu chịt vào cái bùng đốt này, Hiếu đạp thì không có một tí hơi nào đẩy ra luôn. Thì Hiếu chuẩn đoán là cái xe này của vị khách này là bị tụt hơi anh em ạ. Cái vấn đề tụt hơi thì anh em chúng ta, những người tiêu dùng hoặc là những người thợ làm chuyên nghiệp, thì anh em chúng ta chỉ biết là nó tụt hơi ở dàn đầu lòng thôi, chứ chúng ta không chuẩn đoán được 100% là lý do nó bị tụt hơi là do nguyên nhân gì anh em nhá. Thì để mà muốn kiểm tra chuẩn xác thực thì chúng ta phải tháo giã dàn đầu này ra, chúng ta kiểm tra mới ok. Thì trước khi giã, Hiếu sẽ cận cảnh vào đây và Hiếu sẽ lẹt thử cho anh em. Anh em chúng ta cùng xem nhá. Anh em của Hiếu nhìn đây, đây là cái lỗ buji đây. Thì thường thường anh em thợ của chúng ta chỉ ngón tay vào đây và chúng ta đạp máy là hơi nó sẽ đánh phình phịch ra ngoài cái đầu tay của chúng ta, và nó làm cho cái ngón tay của chúng ta rất là nóng, đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại thì chúng ta, như hiện tại cái xe này thì Hiếu chịt ngón tay vào đây và không có tí hơi là ra ngón tay luôn. Và Hiếu sẽ đạp thử mấy cái cho anh em chúng ta cùng tham khảo nhá. Hiếu đạp nhá. Đấy. Anh em thấy không? Không có một tí hơi là luôn. Anh em nhìn đấy, Hiếu đạp thì nó bắt buộc nó phải lổ phạch phạch ra ngoài, nhưng đây không thấy. Thì mà cái quan trọng thứ hai là Hiếu, khi Hiếu chịt ngón tay vào cái lỗ buji thì nhớt nó ra rất là nhiều anh em nha. Thì bây giờ Hiếu sẽ tháo cái dàn đầu lòng này ra để Hiếu kiểm tra. Anh em của Hiếu nhìn đấy, khi cái ống xả Hiếu tháo ra thì nhớt ở trong ống xả rất là nhiều chảy ra này. Rất nhiều luôn. Bây giờ anh em chúng ta sẽ tháo cái chế hòa khí ra nhá. Anh em nhìn này, lâu lắm không tháo. Anh em của Hiếu nhìn đây, thì sau khi Hiếu đã tháo dàn đầu lòng này ra thì Hiếu nhìn sơ bộ thì cái quả bít tông này của mình thì không sao anh em ạ. Đấy. Nhưng mà nguyên nhân của nó do đây.
do cái đầu bò này của chúng ta. Lấm thì không vấn đề gì anh em nha, đôi lấm không vấn đề gì. Nhưng đây nó bị gãy cò, anh em thấy chưa? Đây, đây có cái cò này. Gãy cò, lợi hại không anh em? Đây. Gãy cò luôn anh em nha. Anh em thấy lợi hại chưa? Cái này nó bị âm dập sâu quá. Đây là vết vỡ này. Đấy, vết vỡ, vết gãy. Thì Hiếu sẽ tháo ra, Hiếu kiểm tra xem nào. Ôi trời, quá. Gãy được cây cò anh em nhờ, lợi hại thật. Anh em nhìn đây, gãy đây. Đấy. Cây cò của chúng ta bị gãy luôn. Đây là cây cò bên hút anh em nha. Cây cò bên hút gãy. Điều tháo luôn cái cây cò bên xả ra. Cái cò này của nó cũng bị âm dập sâu quá. Xe này thì không chịu để ý cho nên là mới vậy anh em ạ. Trục cam đây anh em. Trục cam thì trục cam này hỏng rồi. Anh em có Hiếu nhìn cái trục cam bên bên xả thì nó tròn, đây là tròn này, đấy. Còn đây là cái gối cam bên bên hút ấy, thì nó bằng cái đầu rồi này. Anh em nhìn nó bằng đầu rồi này, đấy, cái đầu nó bằng chẳng chạn này này. Như này bảo sao nó chả hỏng. Cái này là một là anh em chúng ta mài, mài cam còn lại. Hai là chúng ta thay cái cốt cam mới. Cái này thì vẫn sử dụng được. Chưa đến nỗi hỏng. Thay mới cái này cũng rơi vào hết khoảng tầm hơn 2 lít anh em ạ. Nguyên cái trục này. Thì ở đây thì Hiếu có đôi cò đấy rồi. Cò thì anh em nhìn là nó phải bóng lừ này. Đấy. Xoáng choáng này. Không được khấc khập. Đây cái cò cũ nó khắc khắc này anh em này. Đấy. Bây giờ Hiếu thử kiểm tra hai cái lấm này nha, xem là nó có kín hay không. Hiếu sẽ đổ xăng và kiểm tra xem nào. Đầu tiên Hiếu sẽ đổ vào cái xả nha. Kín lắm anh em ạ, xăng thì đổ đầy nhưng mà kín lắm, không chảy đâu. Đấy. Bây giờ Hiếu sẽ đổ vào cái hút này. Cả hai lấm đều kín anh em ạ, chúng ta không cần phải xử lý nha. Anh em chúng ta chỉ cần
mài cốt cam và thay đôi có mới. Rồi anh em chúng ta sẽ xử lý cái hơi này, cạo giòn gạo phớt đi là ok anh em nhá. Sau đây thì bây giờ Hiếu sẽ mài trục cam anh em nhá. Thì cái trục cam anh em nhìn nó đầu nó bằng chẳng chặn này này, thì anh em chúng ta phải xử lý làm sao nó tròn bo đầu như này. Đấy. Thì là ok anh em nhá. Thì cái việc mài có cam thì nó cũng chả có gì to tát đâu. Hiếu thì làm bằng kinh nghiệm, thì Hiếu chuyên dùng bằng cái máy cầm tay này rồi, bằng cái lưỡi cắt rất là mỏng thôi. Đấy. Nhưng mà Hiếu làm quen rồi. Còn anh em nào thích thay mới thì thay mới, còn anh em nào mà muốn tái sử dụng lại về để sửa chữa thì cứ làm như Hiếu nhá. Nói chung là Hiếu làm một cái video mài cỏ cam như này thì có nhiều anh em thích và cũng có nhiều người anh em không thích. Có anh em chỉ cần hơi xước tí là muốn thay bỏ luôn, nhưng đây là Hiếu sẽ tận dụng. Thì anh em nào mà chưa làm quen thì xem Hiếu để Hiếu làm, rồi anh em chúng ta sẽ tự vật cái xe của anh em ra để làm nhé. Chứ bây giờ cái này vứt đi thì phí anh em ạ. Sau khi anh em chúng ta mài xong thì nó sẽ được tròn như thế này anh em này. Đấy. Thì khi chúng ta mài đánh nó đi để cho nó phá các cái vết gợn thì anh em chúng ta đã được một cái phần như này. Còn nếu như anh em chúng ta mà muốn làm bóng nó ấy, thì chúng ta có thể lấy cái đánh bóng, trà bóng đi thì nó sẽ được như mới này thôi anh em nha. Thì anh em chúng ta khi chúng ta ngắm ấy, ngắm điểm cốt cam thì chúng ta nhìn cái gồ này này, khi Hiếu mài đây nha. Anh em ngắm vào cái điểm gồ này này. Đây. Anh em nhìn của Hiếu đây này, điểm đây này. Không biết là máy quay có nhìn rõ không? Đấy. Tương đối nó phải tròn, nó tròn hình như vòng cung này. Lúc đấy là nếu như Hiếu mà ngửa như này nó sẽ bằng như một cái tấm phản ở bên trên đúng không ạ? Nhưng bây giờ Hiếu mài đi nó thành một cái vòng cung như này. Đấy. Chúng ta làm sao mà hai bên chúng ta căn được là ok anh em ạ. Đây gọi là nghề sửa xe, và đây gọi là sửa chữa, đây chính xác là sửa chữa chứ không phải là thay mới, thay thế anh em nhá. Thì đây này, đây là cái vòng cung này. Thì như vậy là Hiếu mài như này rồi, và tí nữa Hiếu sẽ cầm cái giấy ráp, Hiếu đánh bóng đi để cho nó đỡ bị gợn thôi. Là Hiếu sẽ ráp vào, là lại xe của chúng ta lại chạy ngon nghẻ thôi chứ không có cái gì cả anh em ạ, rất là đơn giản thôi. Hiếu sẽ tháo cái lưỡi này ra nhá. Hiếu tháo cái lưỡi này ra và Hiếu sẽ lắp cái lưỡi đánh bóng này vào. Thì anh em chúng ta sẽ
bánh nó sẽ trục cam nó sẽ bóng thôi. Anh em của Hiếu nhìn đây, nhìn thật tinh mắt và nhìn kỹ, rất là bóng anh em nha. Đây đấy, bóng loáng và không còn cái vết gợn gợn sần sùi mà Hiếu mày thô nữa nha. Đấy, như vậy là ok. Hiếu thì chả có giấu nghề gì đâu, Hiếu muốn chia sẻ thật cho anh em chúng ta cùng làm. Đấy, rất bóng, rất đơn giản, chỉ có một hai thao tác là ok. Thì bây giờ chúng ta làm ok rồi thì chúng ta sẽ ráp vào thôi. Đây anh em nhìn đây, cái này thì Hiếu cũng đã rửa sơ rồi. Anh em chúng ta ráp vào. Trước tiên là trục cam này. Đây anh em nhìn đây, Hiếu thì chả có dấu nghề gì cả, anh em nào muốn học cũng được. Đấy, chúng ta đầu tiên là lắp cái đôi kính này. Đây là cò, ta lắp vào. Rồi anh em chúng ta sẽ vặn một con ốc vào đây. Cái này của nó bị gãy thì chúng ta thay bỏ cái này. Đây anh em chúng ta sẽ lắp vào nha. Đây, rất đơn giản anh em ạ. Rồi ok, ở đây thì Hiếu sẽ ráp lên xe, Hiếu sẽ chỉnh cò sau, còn Hiếu để dơ này nha. Đấy, cân cam xong chỉnh cò là cho lổ anh em nha. Như này là ok rồi anh em nha. Thì khi anh em chúng ta cân cam chuẩn thì chúng ta sẽ siết lại, siết chặt lại. Con ốc bắt cam này thì anh em chúng ta vặn vừa chặt thôi, chứ nó không cần phải dùng sức lắm đâu. Nếu như anh em chúng ta mà quá tay ấy thì nó sẽ gãy luôn con ốc này, chìm vào trong cái cốt cam luôn này. Có rất nhiều anh em thợ đã dính trường hợp như vậy rồi. Cho nên anh em chúng ta lên hết sức cẩn thận khi chúng ta đã làm về xe như này. Mỗi một người thợ có một cái lực riêng của mình anh em nha. Vừa phải.
Khi chúng ta cân cam xong thì anh em chúng ta sẽ chỉnh cò. Cái cò này là lúc đấy Hiếu chỉ bắt sơ sơ vào thôi. Thì bây giờ Hiếu sẽ chỉnh lại tâm cò cho nó ok này. Thì anh em sẽ Hiếu sẽ cận cảnh cho anh em cùng xem và tham khảo này. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, thì anh em chúng ta vặn con ốc bên ngoài ra, chúng ta vặn cái bu lông của nó vào này. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, thấy chưa? Anh em chúng ta vặn vào lúc nào nó cảm thấy là chặt thì thôi. Còn nếu như mà vặn hết mà vẫn chưa được thì chúng ta lại lấy tiếp con ốc ngoài ra. Anh em chúng ta vặn. Đấy, khi chúng ta vặn cảm thấy nó hơi chặt chặt xít xít này thì chúng ta sẽ xiết con ốc ngoài vào. Đấy, như vậy là chúng ta kiểm nắp, kiểm tra độ dơ này. Đấy, ok. Bên dưới cũng vậy anh em nha. Đấy, bên dưới cũng vậy, bên trên vậy. Khi chúng ta xiết thì chúng ta sẽ hãm, chúng ta hãm cái bu lông bên trong và chúng ta xiết ốc ngoài để cho nó có một cái khe hở nhiệt cho nó ok anh em nha. Thì bây giờ Hiếu sẽ chỉnh. Như thế này là Hiếu vặn con ốc trong vào là chặt đúng không? Chúng ta xiết ốc ngoài và chúng ta sẽ nhích con ốc này ra một chút này. Theo kinh nghiệm nha anh em nha. Đấy. Thì như vậy là ok, thì chúng ta sẽ xiết hãm. Con này hãm này. Con này xiết vào này anh em nha. Đấy, rất đơn giản thôi. Anh em chúng ta làm một lần không được thì lần thứ hai. Cứ làm lúc nào nó quen tay thì thôi. Nghề dạy nghề anh em ạ. Đấy. Chúng ta hãm nhẹ. Và chúng ta lắc thử, kiểm tra thử. Cảm thấy hơi dơ thì chúng ta làm tiếp cho nó chuẩn, chứ đừng có dơ anh em nha. Nắc ngang, nắc dọc này. Đó. Anh em chúng ta mà chỉnh ghi quá thì nó sẽ êm nhưng mà nó hay bị cong súp bắp, long mái. Nếu như chúng ta mà chỉnh dơ quá thì kêu cành cạch. Cho nên anh em của Hiếu chỉnh chuẩn vừa là ok. Đấy, như này là ok, là chuẩn rồi này. Thì bây giờ Hiếu sẽ siết chặt vào là ok nhá. Đấy. Thì bên dưới cũng vậy anh em ạ. Anh em chúng ta chỉnh chuẩn thì xe của chúng ta đi nó không có tiếng kêu mà nó êm. À, như vậy là ok anh em ạ. Anh em chúng ta bắt lại hai cái lắp su bắp vào. Và chúng ta bắt chìa hoa khế và lột thử. Hiếu sẽ lột thử cho anh em nghe. Khi Hiếu mày trục cam đi thì anh em nghe nó tiếng nó sẽ thế nào anh em nhé. Không nhất thiết anh em chúng ta cái gì cũng phải thay mới. Cái gì anh em chúng ta sửa được thì sửa anh em ạ. Bây giờ anh em chúng ta sẽ lắp cái khóa xăng của nó vào là lổ thử anh em nha.
Rồi, ok. Mở xăng này. Cảm ơn ống thông hơi này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra kiểm tra áp suất hơi. Như vậy là Hiếu đã ráp xong xuôi anh em nha. Thì bây giờ Hiếu sẽ kiểm tra áp suất hơi của nó. Hiếu sẽ lấy ngón tay Hiếu chĩa chịt vào đây và xem hơi của nó còn lén ra hay không anh em nha. Ban đầu thì không có một tí hơi là nó lén ra tay Hiếu cả. Nhưng bây giờ Hiếu khi Hiếu làm xong rồi thì Hiếu thử kiểm tra phát nữa nè. Hơi rất là khỏe anh em nha. Nó lén rất là rét đầu ngón tay luôn. Thì bây giờ Hiếu sẽ bắt cái buji của nó vào. Đây là cái buji của nó thì trong cái chấu này của nó thì ẩm ướt đi anh em. Ẩm ướt toàn dầu thôi. Vì lúc đấy nó bị gãy cái cò. Nó gãy cò cho nên là dầu nó tụt xuống nhiều. Ống xả nó cũng dồn hết dầu vào xuống ống xả luôn. Đây là cái cần vặn lắt léo của buji. Anh em nào mà muốn mua cái sản phẩm này thì liên hệ cho Hiếu. Thép tốt cực kỳ luôn anh em nha. Hiếu cung cấp rất là nhiều cho anh em. Bây giờ Hiếu sẽ cắm vào này và lổ máy thử. Hiếu chưa lắp ống xả anh em nha. Bây giờ Hiếu sẽ lổ thử xem nó có ok không này. Anh em thấy đấy, rất là êm anh em nha. Đấy, Hiếu lổ ga lên nha. Anh em của Hiếu nghe thấy chưa? Tiếng lổ rất là êm. Khi chúng ta mài cái trục cam ấy. Trục cam đấy thì nếu như phải các anh em có điều kiện có tiền thì người ta lên thay mới. Nhưng mà nếu như mà anh em của Hiếu cũng giống như anh em đang học nghề, ví dụ như mình tận dụng được cái gì cho khách thì mình tận dụng thôi. Thì mình đỡ phải thay, đỡ phải tốn kém, anh em hiểu không? Cho nên là đấy, tuy Hiếu mài rồi Hiếu sẽ đánh bóng, Hiếu cũng chỉ hết cho tất cả anh em để anh em chúng ta có thể làm. Bây giờ Hiếu sẽ lắp ống xả vào thì để cho anh em nghe cái tiếng máy xem nó có êm hay không là anh em biết ngay thôi, có cái gì đâu, đúng không ạ? Thì bây giờ Hiếu sẽ lắp ống xả vào để anh em của Hiếu tham khảo nha. Trong cái ống xả này có rất nhiều nhớt ở trong đây anh em ạ. Đấy, vì dầu nó tụt vào đây mà, cho nên là Hiếu ráp cái ống xả này lên thì kiểu gì cũng rất là khói luôn. Vì dầu nó phải đốt cháy hết dầu trong cái ống xả này anh em ạ. Nó đốt cháy hết dầu trong ống xả này thì nó mới không khói nữa anh em nha. Thì bây giờ Hiếu sẽ ráp vào này. Như vậy là xong xuôi rồi anh em nha. Thì bây giờ Hiếu sẽ lổ máy này lên để cho anh em nghe nha. Thì Hiếu sẽ bật khóa lên này. Đấy, để máy. Anh em của Hiếu nghe có thấy êm không ạ? Đấy, rất êm luôn anh em nha. Làm gì có tiếng kêu cạch cạch mà khè khè đâu. Nói chung là để mà nói Hiếu xử lý các cái dàn đầu lòng cam cò thì Hiếu toàn khắc phục và mài thôi anh em ạ. Hôm nay video, đúng là video hôm nay thì cái hiện tượng trục cam này nó bị mòn không đều mà nó bằng chằn chặn ý. Thì Hiếu mới có cái cơ hội và Hiếu đã mài và phục hồi lại để cho các anh em của Hiếu cùng xem và tham khảo. Nói chung là chỉ có những cái ban bệnh nó như thực tế thì Hiếu mới làm cho anh em, thì anh em mới có thể xem mới hiểu được anh em ạ. Còn Hiếu, ví dụ Hiếu nói mồm thì nhiều khi anh em cũng không tin chẳng hạn như vậy. Cái này nhựa rung quá. Anh em nghe thấy máy êm mà, đúng không ạ? Máy rất là êm luôn. Chỉ có một cái nhựa này rung thôi. Đấy. Nhựa một cái đít này này, long sòng sọc hết cả. Đấy. Máy rất êm anh em ạ. Hiếu ga lên nha.
Và như vậy là video của Hiếu thì đến đây là kết thúc anh em nha. Thì anh em nào mà yêu quý Hiếu ấy thì cảm thấy video này có ích cho các anh em thì hãy like và chia sẻ các cái video này của Hiếu cho tất cả mọi anh em đang học nghề, anh em thợ cùng có thể biết đến cách mài cam cò anh em nha. Hiếu xin chào tất cả các anh em và Hiếu chúc tất cả anh em thành công trên con đường sự nghiệp.